Anh đang tới Hà Nam mọi người, gần cái Phủ Lý rồi đó. Chào mọi người, thì mọi người cũng biết kênh anh là kênh chuyên về du lịch, ẩm thực và hướng dẫn nấu ăn. Mọi người ơi, thì ở Phủ Lý thì nhà nhỏ hay không mà không có nhà cao tầng. Chứ bên đâu biết Vinpearl Phủ Lý nằm đâu đâu, nhưng mà tới Phủ Lý mà thấy chỗ nào mà cao cao nhất là thấy là biết là Vinpearl đó. Mình nghĩ đây căn căn này nè, đó mọi người thấy không? Đó, có Mường Thanh nè. Đây mình nghĩ chắc căn bên đó là Vinpearl đó. Bên đang ra đây công tác mọi người. Về đây công tác mấy ngày. Sau đó thì trở về lại Hạ Long mọi người ơi. Chợ bầu mọi người. Chắc chợ này lớn nhất ở đây. Mình nghĩ bên phải quẹo vô hướng đó nữa. Đây là phía mặt chính của chợ bầu. Không biết chợ này có gì hay không, mà mình thấy cũng lớn lắm. Như mọi lần thì bên đi đến đâu thì hay trải nghiệm du lịch đến đó, thì lần này cũng ngoài lại để bên xem Hà Nam Phủ Lý có gì hay không để gửi đến mọi người nha. Bây giờ thì Ben vừa mới đến Vinpearl Phủ Lý mọi người. Có bạn thưởng là FBM của Phủ Lý đón tiếp và hướng dẫn tham quan toàn thể khách sạn. Cái đĩa tròn như kia. Coi còn cái khu ngoài này là bỏ bàn ra được không? Nó view nó cũng hay lắm, nó cũng làm ở trong nhà hàng ở ngoài nó cũng view vậy nè. Nhưng mà còn cái này là gì? Cái này là cái mái hội trường tầng 6 đây. Nhưng mà mình ở dưới là hội trường tầng 6. Mình chỉ trải lên nhìn cho nó đẹp thôi đúng không? Vâng. Ủa, nó ổn quá ha. Đấy chứ không đổ trần bằng ra. Trên đấy thì không để lại nhiều nữa rồi. Đấy, ví dụ nó chỉ như này thôi. Như này thì cũng rất là ok rồi. Thực ra không ok đấy, không phải ok nhưng mà buổi tối là nhìn được cũng ok, nhiều quá. Cũng rất là view là cũng đắt giá rồi. Mường Thanh núi biển là núi. Đấy, Mường Thanh từ cái đám kia kìa. Kính kia xuống kìa, nó trông rõ ra hai tầng ấy. Nó chỉ cách tầng làm đôi luôn hết. Wow. Nhưng mà phần đấy là phần khách sạn, phần trên phần chung cư. Cũng bất tiện ha. Nhưng mà lối đi riêng đúng không? Chắc nó có thang máy riêng và sảnh riêng. Mà thường Mường Thanh thấy hầu như cái nào nó cũng vậy phải không? Wow. Nó vẫn nửa này nửa kia. Chò bên chỗ ủy ban nhân dân lớn kìa ha. Vâng, lần này hôm nay đang hội đảng. Nhưng mà thấy nó xây dựng thấy hoành tráng á. Đây là nhà văn hóa của thành phố, của tỉnh. Mấy nhà vàng mà thấy hết rồi. Đúng rồi, đây toàn các cơ quan ban ngành của tỉnh. Ngon ngành không? Có phòng quạt nữa hả? Vâng, ở trên này thì nó là tầng mái là tất cả mọi cái xây phiếu rất đẹp, nói chung được khai thác được là ngon á. Nhưng mà cái này dự án này khó, không có thi quá, hơi khó. Thì bây giờ bỏ hết toàn bộ phòng. Cái chuồng mà nó bay lên tới tầng 20, 28 luôn.
kinh khủng thiệt, bay ghê thiệt chứ. Trên đây gió dữ lắm mà chịu gì nổi trời. Đang dự tính làm á. Em đám này em vẫn chưa ưng thôi, để con ạ. Nhưng mà thấy đẹp á. Dạ. Đẹp. Đầy đủ tươm tất. Ở Vinpearl Phú Lý có tổ chức đám cưới và hội nghị mọi người nha. Nếu ai có tổ chức thì có thể đến đây. Các bạn thấy được bài trí cho khách hàng xem rất là tiện. Mâm củ quả, các tỉa, rồng phụng và một số hình ảnh về trang trí đám cưới. Thực ra nó có bộ catalog đó. Mình sẽ chọn theo những cái sở thích của mình, nó phù hợp với lại cái tổ chức của từng người mọi người. Rồi bây giờ thì cũng đến giờ trưa rồi. Bây giờ Ben và các anh chị đồng nghiệp sẽ sang nhà ăn trưa nha mọi người. Đây là món cá kho làng Vũ Đại mọi người ơi. Được kho riền với thịt ba chỉ trong vòng từ 16 tới 24 tiếng. Xương rụt luôn mọi người, rất là ngon. Còn đây là chuối Đại Hoàng, một trong những loại chuối tiếng vua nổi tiếng của Phủ Lý Hà Nam. Rất là chắc thịt và ngọt thơm mọi người. Sau một ngày làm việc thì Ben đã trở về phòng mọi người. Thì cũng review phòng cho mọi người xem luôn. Thì ở Vinpearl này thì Ben thấy là phòng rất là đẹp cho mọi người. Dịch vụ rất là cao mà giá rất là hợp lý. Hơn 2 triệu nhưng mà có bao gồm luôn cả ăn sáng. Và ở Vinpearl Phủ Lý này nó tiện một điều là ngay trung tâm luôn, nên các bạn đi lại cũng rất là dễ dàng. Và kế bên Vinpearl Phủ Lý là Vincom luôn mọi người, nên các bạn có thể shopping hay là coffee hay là xem phim giải trí cũng rất là dễ. Tại vì ở Phủ Lý này á, bên đi vòng vòng mình thấy là nó không có hoạt động giải trí, nên các bạn mà đến Phủ Lý thì nên ở Vinpearl Phủ Lý, nó sẽ có nhiều hoạt động hơn và sẽ có cái bar ở dưới tầng 6 á, thì mình có thể cà phê nghe nhạc, nó cũng rất là hay, có thể thư giãn được. Và còn nhiều hoạt động khác như là ăn ở tầng cao nhất ở Phủ Lý, mình có thể ngắm cảnh toàn view luôn. Rồi có hoạt động xe đưa đón để tham quan những điểm du lịch nữa. Nếu các bạn đến đây thì nên ở Vinpearl Phủ Lý nha. Còn bây giờ Ben cũng xin kết thúc video clip tại đây luôn. Ben xin chào tạm biệt mọi người. Nếu bạn nào thấy thích video clip này và thích những cái video của Ben thì đăng ký một kênh của Ben nha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.